Viên tính toán lớp 3 vòng 2 năm 2017-18 bắt đầu này. Bắt đầu làm bài này. Vòng thứ nhất, bức tranh bí ẩn, tìm hai ô có giá trị bằng nhau. Đây. Giá trị bằng nhau. Đây. 4 x 8 bằng 32. Đây 32 này, chọn luôn. 140 cộng 5 bằng 145. 145. Đây, có 145 đây. 16 chia 4 bằng 4. Tìm số 4 xem. Đây, 20 chia 5 cũng bằng 4. Vậy hai cái này bằng nhau. 6 x 2 bằng 12. 7 cộng 5 cũng bằng 12. Chọn hai cái này. 27 chia 3 bằng 9. Đây, 9 đáp án này. 9 x 5 bằng 45. Đây, 45 này. 245 cộng với 13 bằng 258. 258. Đây, 213 cộng 45 cũng bằng 258. Vậy hai này bằng nhau. 5 nhân 7 cộng với 46 là bằng 35 cộng 46. 35 cộng 46 thì sẽ bằng bao nhiêu? 81. 81 đâu, tìm xem có cái nào 81 không. Đây. 2 nhân 6 bằng 12 này, 12 cộng 69 cũng bằng 81. Vậy hai cái này bằng nhau. Chọn này. 24 chia 4 bằng 6, 64 24 mà. Đây hai đáp án này bằng. Hai cái còn lại thì không cần phải tính. Chắc chắn là bằng nhau rồi. Bài thi thứ hai bắt đầu. Đây 12 con giáp. Có 15 bông hoa chia đều vào 3 lọ. Mỗi lọ có bao nhiêu bông hoa? Có 15 bông hoa chia đều vào 3 lọ. Mỗi lọ có bao nhiêu bông hoa? Tức là mỗi một chia vào 3 lọ đúng không? Thì là bằng 15 bông hoa thì tức là mỗi một lọ sẽ bằng 15 chia cho 3. Đấy, là bằng 5 bông hoa. Đáp án là 5. Ok. Châu xem nào. Tính 30 chia 3 trừ 4 thì nhân chia trước cộng trừ sau. 30 chia 3 bằng 10, 10 trừ 4 là bằng 6. Đáp án là 6. Ok, nợ. Hình tam giác ABC có độ dài 3 cạnh đều bằng 4 dm. Chu vi tam giác ABC là chu vi tam giác thì bằng tổng 3 cạnh. Chu vi tam giác ABC thì bằng tổng 3 cạnh ABC mà mỗi một cạnh đều bằng 4 thì là chu vi của nó sẽ bằng 4 x 3. Đấy, 4 x 3 thì bằng 12 dm. Ok. Đây cái này cũng nhân chia trước cộng trừ sau. Thì 5 x 3 bằng 15, 15 cộng 5 thì bằng 20, đáp án bằng 20. Hổ xem nào. Cho 3 chữ số viết được tất cả bao nhiêu số chẵn có 3 chữ số khác nhau từ 3 chữ số đã cho. Đây. Cái số cần tìm là A, B, C đúng không? Thì cái này là số chẵn. Thì khi và chỉ khi cái C này là số chẵn. Đấy. Thì tức là C phải bằng 2 hoặc C bằng 4. Đấy. Mình sẽ dạy cho các bạn một cái cách này rất là nhanh. Cách tìm là tức là tìm dựa theo cách chọn thì cái C này là có hai cách chọn. C nó có hai cách chọn, chắc chắn là có hai cách chọn đúng không? Nhân này. Cái B này sau khi chọn C rồi thì đây là số có ba chữ số khác nhau. Thì sau khi chọn C rồi thì cái mình chọn A, A cũng được mà B cũng được, tùy các bạn thì chọn gì thì chọn. Chọn A đây. Đấy, thì sau khi chọn C rồi thì ở đây ba số thì chỉ còn có hai số thôi, thì A chỉ có hai cái chọn và cái B là số còn lại chỉ có duy nhất một cái chọn thôi. Đấy, thì chỗ này sẽ bằng 4. Đấy, tức là có 4 cái số chẵn có ba chữ số khác nhau viết từ số 1, 2 và 4. Đấy, còn nếu cái cách thứ hai là cách thủ công các bạn vẫn hay làm, mình cứ viết ra thôi xong mình đếm 1, 2, 4 này, 1 đây 1, 2, 4 1, 4, 2 này. Đấy. Xong lại 2, 1, 4 này.
xong lại 2 4. À, không được, 2 4 thì không được. Nó phải là 4 1 2. Đấy. Có bốn số này thôi, không thể viết được ra nữa. Nhưng cái nên các bạn dùng cái cách trên này mình dạy, mình có thể làm tất cả các bài dạng này luôn, nó là tổng quát. Đấy. Ok, vậy đáp án là bốn số. Trả lời con khỉ xem nào. Số tự nhiên có hai chữ số mà chữ số hàng chục. Số tự nhiên có hai chữ số này, gọi cái số đấy là AB, gạch chéo trên là cái ngang đầu nhá, nhưng mà cái này mình viết thì ngang mất thời gian, mình cứ để AB đâu. Có hai chữ số mà chữ số hàng chục bằng tích của chữ số hàng đơn vị, bằng tích của chữ số hàng đơn vị và năm. Đây thì cái này ta có này, A này sẽ bằng B nhân với cả 5 này, nên là vì cái nó bảo là bằng A bằng B nhân 5 này, nên ta phải cộng đương nhiên cái điều kiện này này, thì AB A phải khác 0, AB là số tự nhiên nhỏ hơn 10 đúng không, chữ số A bằng B nhân 5 thì tức là cái A này chia hết cho 5, A chia hết cho 5 thì chỉ có hai trường hợp là A bằng 0 hoặc là A bằng 5. Đấy, nhưng mà A bằng 0 là không được. Nếu A bằng 0 thì nó không còn là số có hai chữ số nữa, là thành số có một chữ số. Đấy, cái này điều kiện của nó phải là A khác 0. Thì ta có này. Cái này bắt buộc A phải bằng 5 đúng không? Chia hết cho 5 mà. Đấy, A bằng 5 thì B phải bằng 1 hả? Đúng không? 1 nhân 5 bằng 5. Nên số cần tìm là số 51. Số 51. Ok, tiếp này. Số tự nhiên có hai chữ số bé hơn 40 mà tổng các chữ số bằng 8 và tích các chữ số bằng 15. Đây. Mình cũng gọi cái số đấy là AB. Nó có dạng AB. A khác 0. Tự nhiên có hai chữ số bé hơn 40. Này nhỏ hơn 40 này. Nhỏ hơn 40 thì A ở đây thì chỉ có giá trị là 1 này, 2 này, 3. Đấy. A chỉ có nhận 3 giá trị này thôi. Mà tổng của các chữ số bằng 8 và tích các chữ số bằng 15. Ở đây ta có là A cộng B bằng 8. Đúng không? Đấy thì ta sẽ suy ra là tích của các số là bằng 15, A nhân B bằng 15. Đấy. Thì ta để ý này, chỉ có cái nếu mà xét A bằng 1 ở đây. Đấy, 1 nhân với cái số gì bằng 15 cũng không thể. Mà số 2 nhân với cái gì bằng 15 cũng không được. Đúng không? Thì ở đây chỉ có cái số trường hợp duy nhất là A bằng 3. Đấy. 3 thì nhân với 5 là bằng 15, nên là mà 3 cộng 5 cũng thỏa mãn bằng 8 luôn. Đấy, nên là cái số cần tìm là 35. Đúng không? 35 cũng thỏa mãn nhỏ hơn 40 luôn. Đầu bài thực ra là cho như này là thừa dữ liệu luôn. Đấy. Chỉ cần dữ liệu này này với một trong hai dữ liệu này thôi. Đấy. Dữ liệu này cho vào là thừa này. Đấy. Nếu mà cho độc dữ liệu trên này thì sẽ ra vài số, còn cho độc dữ liệu dưới này với cái trên này là đủ rồi, đủ ra kết quả 35 rồi. Tìm số tự nhiên x bé nhất sao cho 4 nhân x lớn hơn 13. Đây, 4 nhân x lớn hơn 13 thì ta có là x gì phải lớn hơn 13 phần 4. Đúng không? 13 phần 4 thì là nó cái x gì mà bé nhất. Đây, tìm số tự nhiên x bé nhất sao cho 4 nhân x lớn hơn 13 phần 4. Thì x ở đây bé nhất là bao nhiêu phần 4 lớn hơn cái 13 này để chia hết cho 4. Thì chỉ có cái số là 16 phần 4 đúng không? Là bằng 4. X ở đây sẽ bằng 4.
chính xác là lớn hơn bằng 4, thì cái số bé nhất, số tự nhiên bé nhất là 4 x 4. Ok. 24 chia 3 đương nhiên là bằng 8 rồi, 83 24 mà. Cuối này. Mỗi hộp có 4 chiếc cốc, ngoài 5 hộp như vậy tất cả phía trước cốc 5 hộp. Thì trong 5 cái hộp đấy, mỗi một hộp có 4 chiếc cốc thì đương nhiên là tổng 5 hộp sẽ có 4 x 5 là bằng bao nhiêu? 4 x 5 bằng 20. 20 cái cốc. Ok. Bài thi thứ 3. Đập đếm. Có 20 kg đường chia đều thành 5 túi, mỗi túi thì có 5 túi là tổng là 20 kg, thì đương nhiên mỗi một túi chia đều mỗi một túi thì là 20 chia cho 5 là bằng 4. Mỗi túi đựng số kg là đây 4 kg. Cẩn thận này, nhìn 4 này, 4 túi là sai luôn nha. 4 kg này. Tính 2 nhân 9, 2 nhân 9 đương nhiên bằng 18 rồi. Đây. Tính 5 nhân 6, 5 nhân 6 bằng 30. Bằng cửu trương năm nào. 24 chia 4 thì bằng 6, tại vì 6 nhân 4 bằng 24 mà. Đây đáp án này. Thừa số thứ nhất là 2, thừa số thứ hai là 10. Thì tích là bằng 2 nhân 10, 2 nhân 10 thì bằng 20. Đây đáp án này. Khoảng thời gian ngắn nhất để kim phút di chuyển từ số 9 đến số 12 trên mặt số đồng hồ là, bây giờ các bạn tưởng tượng nhá, trên cái mặt đồng hồ ấy, đây khoảng thời gian ngắn nhất để kim phút di chuyển đúng không? Từ số 9 này đến số 12 đấy, là ở đây là có 3 cái khoảng, tức là 3 cái khoảng chính là từ 9 đến 10 này, 10 đến 11, 11 đến 12 này. Đây mình sẽ biểu diễn luôn 9, 10 này, 11 này, 12 này. Đấy. Vẽ ở đây, vẽ ra cái sơ đồ cho còn dễ nhìn hơn này. Đây, mình vẽ cho các bạn. 9 này, 10 này, 11 này, đây là 12 này. Đây, từ 9 đến 12 là có 3 đoạn, mỗi một đoạn này là 5 phút. Đấy, nên là 3 đoạn này sẽ bằng 5 x 3 là bằng 15 phút. Đấy. 15 phút, vậy là cái kim phút đấy, nó chạy từ số 9 đến số 12 nhanh nhất. Đấy là nhanh nhất nhá, nếu mà không phải nhanh nhất thì nó còn nhiều nữa, nó chạy hết 1 phút xong lại quay lại, hết phút lại quay lại. Đấy, còn nếu mà chạy nhanh nhất là 15 phút. Ok. Tính 15 chia 3 cộng 5. Đây. 15 chia 3 thì bằng 5. 5. 5 này cộng với 5 tiếp thì bằng 10. Vậy đáp án là bằng 10 các bạn này. Tìm x biết x chia 5 bằng 20 chia 5. X chia 5 mà bằng 20 chia 5 thì đương nhiên là x phải bằng 20 rồi. Đúng không? Cùng chia một số bằng nhau. 20. Số tự nhiên lớn nhất có hai chữ số mà tích các chữ số bằng 18 là số tự nhiên lớn nhất luôn, có hai chữ số. Đấy. Cứ lớn nhất là mình cứ cho là từ chạy từ 9 này. 9 A đúng không? Lớn nhất là có dạng 9A, chỉ A mà không có cái nào thẳng A thì mình mới xét đến 8A. Đấy, là 9 nhân A. 9 nhân A bằng 18. Thì ở đây thẩm án là A bằng 2. A bằng 2. Đấy. Vậy đáp án là bằng 92. Đấy. Ok. Tính 1 cộng 2 trừ 3 cộng 4 trừ 5. Đây.
Ta có này. 1 này để nguyên nhá. Xem nào. 1 này. Đây là trừ 1. 1 trừ 1 xong lại trừ 1. Đến hết, nhưng mà mình không muốn như thế. Mình sẽ nhóm kiểu khác. Hai số cộng với nhau. Đây. 1 cộng 2 xong lại trừ 3 cộng 4 đúng không? Đây các bạn để ý nhá. Mình sẽ nhóm cái này. 1 cộng với 2 này vấn đề nguyên. Mình sẽ nhóm. Nhóm cái này cũng được, không sao cả. Nguyên hay không cũng thế thôi. Ở trong này nó sẽ là 4 trừ 3 này. Này này cộng. Đây là cộng 5 này cộng 6 trừ 5. Này cộng chấm 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 cộng đến 20 trừ 19. Cái này là mình sẽ đặt một cái hộp vuông cho nó dễ nhìn. À, kể chưa, mở ra nha. Đây nó sẽ dạng này, và đây là nó sẽ là chạy từ từ 1 đến 20 đúng không, thì là sẽ có từ 1 đến 20 này thì sẽ có 20 số, và các bạn công nhận không? Nhưng mà ở đây mình sẽ chạy từ 3 đến 20 thì sẽ có 18 số đúng không, 18 số mà mình nhóm giữa hai số 1 thì chỗ này là có 9, có 9 số này, tức có 9 cặp số. Đấy. Thì ở đây nó sẽ bằng này 3 cộng với cả 9, 9 cặp số đúng không, nhân với cả cái này là chính là bằng bao nhiêu, mỗi cái đều bằng 1 hết đúng không, 9 nhân 1. Thì ở đây nó chính là bằng 9 cộng 3 là bằng 12 thôi, vậy đáp án là bằng 12. Đây các bạn đây. Ok. Vậy là kết thúc Binomics toán lớp 3 phòng 2 năm 2017-18. Các bạn nhớ đăng ký kênh của mình để ủng hộ mình nhé. Với like và share video để nhiều người biết đến hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.